Hi, xin chào các bạn. Và hôm nay thì mình đang quay trở lại lâu lắm rồi và vlog của mình mới làm một cái video. Hôm nay mình đang có đây là Linh có cồn. Chứ còn em không có cồn. Là có cồn. Em không phải tên Chi, em là tên Chi. Anh sẽ gọi trong video em là Chi đỡi cơ. Là sao? Không biết Chi đỡi là gì đúng không? Không. Ok, ta bắt đầu thôi. Thế thì mình vừa đi Singapore trở về thì hôm nay mình đã mang một số món. Chi đỡi là gì? Quạt quạt. Em biết rồi. Rồi ok, thế thì mình vừa đi Singapore trở về và hôm nay mình sẽ mang đến một số món đồ ăn vặt cho Linh và cũng như các bạn ở văn phòng trải nghiệm. Em có biết ở bên Singapore nổi tiếng với món gì không? Da cá trứng muối ạ. Chính xác, và gì nữa? Và... chili crab. Okay. Đó là... Cái đấy đâu phải là ăn vặt. Không, nhưng mà nó biến thành đồ ăn vặt. Đấy, ở Singapore rất là chí ở chỗ đấy và ok. Hôm nay... Kéo phải món này. Ok, đây là đầu tiên, đây là món da cá. Thì mình không hiểu tại sao mà loài người ở bên Singapore lại thích ăn món này. Mình đang có ở đây chili crab. Đây là món cua mà được làm cay, cực kỳ nổi tiếng Singapore, cũng thành đồ ăn vặt. Mình có tiếp ở đây, đó là lẩu. Chả hiểu tại sao. Ok, chúng ta có tiếp chili crab nhưng mà lại làm theo kiểu dạng khác. Thấy không? Ở bên này nó rất nhiều món để làm chili crab. Rồi, mình sẽ có bánh Doraemon. Bánh Doraemon này nhìn rất là dễ thương. Nhưng mà sắp hết hạn sử dụng, bởi vì đến năm 2020 là không dùng được nữa. 31 tháng 5 cơ mà. Rồi, và tiếp theo, đó, cái này lỡ ăn mất rồi. Cái này cũng là có thể dùng ăn được với cơm. Cũng là da cá trứng muối nhưng có thể dùng ăn được với cơm. Vụn. Và cuối cùng. Xoài. Xoài 7D các bạn ạ. Xoài sấy dẻo. Xoài sấy dẻo 7D. Các bạn đã thấy cái loại 3D chưa? Xin chào các bạn, đây là cái loại 7D nhá. Rồi ok, hôm nay nhiệm vụ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem mấy cái đồ ăn này nào, bởi mình cũng chưa được ăn thử. Bắt đầu em muốn ăn cái nào trước? Đây. Rồi ok, da cá trước. Bóc được chưa? Bóc đi. Singapore họ làm cái bao bì đựng nó trông rất đẹp, thực sự luôn. Nhìn bóc man rợ vậy. Họ làm bao bì rất là đẹp và rất là kích thích cái kiểu mà khách du lịch họ sẽ muốn mua. Em ngửi mùi gì? Mùi nó giống như mùi... Xin lỗi em nhé, giờ nãy là mùi của anh đấy. Kinh dị. Mày có không phải. Chưa nhận được. Em để cái anh chút. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là... À đúng rồi, mày lấy cái đĩa bằng gỗ đây nhở? Đổ ra. Thớt. À cái thớt. Nhưng mà thôi, thớt này của anh có sạch không đấy? Sạch. Ăn nó giòn và nó mặn mặn. Mặn. Cay cay. Cay một chút. Ừ. Mình có thể dùng một cái từ này. Mình nghĩ là văn học chỉ biết được như thế này thôi. Ngọt quá. Ừ, càng về sau càng cay nhá. Anh có phim ăn không? Em ăn hết mẹ cả mâm rồi. Vậy ta sẽ đếm kế tiếp theo món này đi. Đây là vị lẩu mala hot pot. Nếu ăn cá em sẽ bỏ ra cá bởi vì ăn nó cứ nhầy nhầy ấy. Đúng không? Thì chính họ họ đi thu thập tại các nhà hàng mà họ khách ăn bắt đầu đổ đi ấy. Đổ. Đấm cái vỡ mồm. Dựa trên câu chuyện không có thật. Ôi, khác đấy. Cái này cay cay hơn chắc chắn. Y hệt mà mùi các bạn đi ăn lẩu ở bên Trung Quốc luôn. Chẳng có vị gì ngoài vị cay cả. Ừ. Toàn vị cay nhưng mà em thấy công nhận giống cái mùi nước lẩu á. Giống. Cái nước lẩu ở mấy cái hũ chỗ tông, hũ tông. Chính xác. Ê. Cái chỗ mà hay ăn nấm là cái thứ tinh cho vào rất nhiều. Y hệt mùi nước lẩu luôn các bạn ơi. Bảo sao nó ghi là hot pot. Ừ. Vãi trưởng luôn, cay ở level 6. Thật ra các bạn ơi, do tùy người thôi. Con gái mà ăn được cay thì nghĩa là hay ghen. Linh đảm bảo là một người cực kỳ ghen. Ăn nãy giờ mình chưa thấy cay gì mà mình thấy cay. Mình là một người rất thích ăn cay. Hôi hả? Mùi nước mắm á. Cái này rất là đậm mùi nước mắm. Khắm. Ok. Ồ, cái này nó đậm màu xanh hơn này. Đây không phải là da cá, mà đây sẽ là rong biển. Đây là rong biển, bởi vậy rất là đậm màu xanh. Cái này là cái ngon nhất trong ba cái vừa ăn.
Ừ. Ngon đúng không? Cái này ngon mà. Ừ, không cay. Không cay. Tiếp, ta sẽ đến bim bim chili của Grab. Ừ. Khoai tây. Ừ. Rất là bình thường. Đúng như Oscar các bạn ạ. Ừ. Bọn này lừa đảo quá. Ừ. Là mình cứ tưởng là thà như cái gói chili của Grab này đi. Ừ. Thì nó còn hợp lý nhỉ. Ừ. Ok, ta đến cái gói này. Đây. Vẫn là da cá trứng muối nhưng mà vụn. Đúng, đây là vụn da cá trứng muối. Thế bảo là sẽ đậm đà hương vị hơn. Em thử đi. Ừ, được. Cái này có thể ăn được với cơm, với cháo. Đổ ra tay này, cuốn cho anh ít giấy. Nó đúng rồi, nó chính là cái này nhưng mà đập vụn ra. Yeah, thì tôi... À, trong quá trình sản xuất cái này nó bị vụn ra thì nó tạo thành cái gói này. Người thấy mùi đã thích phê rồi. Món này ở đâu cũng bán. Thật? Ở đâu cũng bán. Em ăn rồi à? Đúng. Bị lừa rồi. Ừ. Nhưng mà cái này nó có ba loại nhân rồi. Ồ. Lại còn xinh xinh nữa. Bánh này rất là dễ thương. Các bạn nhìn này, trông kiêu cực mà mềm lắm nhá. Siêu mềm luôn. Trông xinh thế. Cứng thật đấy. Ừ. Nó có ba vị trong một cái túi này. Ừ. Anh không ăn à? Biết trong phim ngày xưa thường là trước khi hoàng thượng ăn sẽ có thái giám thử độc. Anh thì chắc em không có cù rồi. Có thật không? Hãy kiểm tra trong video lần tiếp theo. Bây giờ mình sẽ thử món xoài sấy 7D nha các bạn. Thơm lắm. Wow. Nó đang còn sợi của xoài bên trong luôn ạ. Dị vãi. Cảm giác kiểu là sắp đến Tết rồi đấy, ăn mứt đấy. Cũng ngon. Khá ngon. Ngon như xoài Việt Nam ấy. Ừ. Như vậy qua video lần này chỉ còn một món cuối cùng là chúng ta chưa thử mà thôi. Nhưng cái đấy thì mình sẽ để dành cho video lần tới. Thì không biết là Linh sau khi thử tất cả món này em nghĩ sao về mấy cái món đồ ăn vặt này của Singapore? Em nghĩ là mấy món này chỉ có món da cá là Việt Nam chưa phổ biến lắm, còn là cái xoài sấy này hay là cái này hay là bim bim thì Việt Nam đều có. Ừ, chỉ có mấy cái loại kiểu như này là nó chưa thực sự phổ biến đúng không? Bởi vì mình xem trên mạng thì thật ra Việt Nam có bán mấy cái này nhưng mà nó cũng khá là đắt, thường là quên mất rồi. Vì vậy nên mà vậy thì các bạn thì sao? Những bạn nào đang ở Singapore thì có thể cho mình biết là các bạn có những đồ ăn vặt gì hay thú vị. Những bạn nào ở Việt Nam có những chỗ nào còn đồ ăn vặt hay thú vị thì bọn mình có thể mua về làm thử nhé. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Nhớ đón xem phần tiếp theo, ta sẽ thử món ở đây. Trai hay gái? Các bạn đoán xem.